Học vấn giản sao VFC, con trai Vân Dung đậu chín trường đại học. Mà bạn đi thi, nếu mà nói điểm số của bạn là thì bạn thi tính vào trường là bạn thi đỗ tầm khoảng độ 9 trường đại học. Chật vật kiếm vai thời sinh viên đến lúc bất ngờ tỏa sáng. Xong rồi về xong bảo mẹ, tại sao con thi lần nào cũng trượt? Mẹ ơi, hay là tại vì con xấu quá? Thu Hà series sớm đi làm mẫu ảnh và góp mặt trong loạt phim trăm tỷ. Trải. Mua. Hồng Diễm nhờ trượt đại học mới bén duyên với nghiệp diễn. Lan Phương, Huyền Ly Di đều là học bá. Cách duy nhất mà để mình vừa có một cái bằng học vấn và lại theo đuổi đam mê của mình, đó là cách mình làm cùng một lúc, đó là cùng học cùng một lúc song song hai trường. Wow. Không chỉ được chú ý thông qua nhan sắc, diễn xuất, dàn sao VFC sau khi nổi tiếng đều được khán giả quan tâm nhiều hơn về mặt học vấn. Dĩ nhiên, cái gì cũng có người hay người dở, không phải cứ học giỏi là sự nghiệp thuận lợi, cũng không phải cứ học dở là biết cửa làm diễn viên. Dàn sao VFC học vấn khác nhau, nhưng tự chung đều đã nổi tiếng và được nhiều khán giả biết tới. Được quan tâm nhất thời điểm hiện tại chắc chắn là cặp đôi Pu, Trải của Đi giữa trời rực rỡ. Khác với trên phim, Trải ngoài đời có thành tích học tập khá tốt, chứ không 3 năm một lớp như trên phim. Trong một cuộc phỏng vấn, nghệ sĩ Vân Dung tiết lộ về điểm số của cậu con trai, nói rằng số điểm của Long Vũ có thể đậu được 9 trường đại học. Tất nhiên với niềm đam mê nghệ thuật, anh chàng đã chọn trường sân khấu điện ảnh. Mặc dù học hành khá tốt lại có nhiều tài lẻ, song thời điểm làm sinh viên trường sân khấu thì Long Vũ chưa được trao nhiều cơ hội. Có mẹ làm diễn viên nổi tiếng, nhưng Long Vũ nhất quyết không dựa hơi mà tự tìm kiếm cơ hội cho mình. Bắt đầu từ những vai nhỏ nhất, đến giờ Long Vũ đã có thể đảm nhận vai chính và tỏa sáng trên màn ảnh. Diễn xuất tự nhiên chân thật khi hóa thân thành Trải đã giúp anh chàng thu về lượng người hâm mộ rất lớn, đồng thời bản thân Long Vũ cũng viral khắp mạng xã hội. Cũng được quan tâm không kém Long Vũ là Thu Hà series, cô gái người da đỏ tên Pu. Theo một số thông tin đã được tiết lộ thì nữ chính Đi giữa trời rực rỡ sinh năm 2002, người dân tộc Tày, quê ở Lạng Sơn. Nữ diễn viên xuất thân trong một gia đình khó khăn về kinh tế, bố mẹ đều làm thợ may. Thu Hà từng theo học trường trung học phổ thông Lạng Sơn. Từ năm lớp 10, cô nàng đã là người mẫu chụp lookbook quảng cáo. Sau khi tốt nghiệp thì theo nghề mẫu ảnh và học diễn xuất. Nữ diễn viên từng đảm nhận vai phụ trong Thương Ngày Nắng Về, kèm theo đó là tham gia các bộ điện ảnh như Lật Mặt 7, Móng Vuốt. Cũng có học vấn không quá cao, song vẫn nổi tiếng và là gương mặt quen thuộc của các bộ phim giờ vàng, đó là Hồng Diễm. Được biết, trước khi bén duyên với nghiệp diễn thì Hồng Diễm từng là người mẫu. Cô vì thi trượt đại học, đang trong lúc chờ ôn thi lại nên tham gia lớp tuyển dụng người mẫu, ngờ đâu được ký hợp đồng. Cũng từ đây, Hồng Diễm có được nhiều cơ hội xuất hiện trên sàn catwalk, rồi đá chéo sân làm MC, diễn viên. Bộ phim đầu tiên mà Hồng Diễm đóng là Chàng Trai Đa Cảm. 6 năm sau sự nghiệp diễn xuất của cô lên hương nhờ Cầu Vồng Tình Yêu và rồi sau đó là những vai diễn tạo nên tên tuổi của Hồng Diễm như Moscow Mùa Thay Lá, Hoa Hồng Trên Ngược Trái. Bên cạnh những cái tên kể trên, màn ảnh Việt còn có khá nhiều học bá mà không phải ai cũng biết đến. Lan Phương và Huyền Ly Di đều là những sao nữ học giỏi, có thành tích 12 năm liền học sinh xuất sắc. Với Lan Phương, cô tốt nghiệp song song hai trường là khoa Kinh tế Đối ngoại của Trường Đại học Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh và khoa Diễn viên của Trường Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Lan Phương còn nói được 4 thứ tiếng là Anh, Nhật, Pháp, Nga. Huyền Ly Di thời đi học từng giành được giải Hoa Trạng Nguyên dành cho những học sinh xuất sắc. Nữ diễn viên từng giành được học bổng toàn phần của trường Đại học Greek, Mỹ, nhưng vì yêu thích ngành ngân hàng nên sau đó, cô đã theo học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ, khoa Tài chính, ngân hàng rồi tốt nghiệp với tấm bằng loại giỏi.